Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với nội dung ôn tập môn kế toán với con là PASS Việt Nam Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào nội dung câu thứ 5 của đề năm 2017 Đây là một câu tính giá thành và đây là một bài tập cũng thường xuyên gặp ở trong kỳ thi đại lý thuế môn kế toán Chúng ta sẽ cùng nhau nhận diện xem là như vậy với bài tập này Thì người ta sẽ cho chúng ta thông tin về những cái khoản gì và yêu cầu là cần phải tính giá thành cho cái gì Thì nhận diện ở đây chúng ta sẽ thấy là công ty A có quy trình công nghệ giản đơn này cùng quy trình công nghệ thu được sản phẩm là x và y à như vậy ta thấy là trên cùng công quy trình mà thu được x và y thì nhiều khả năng là bài này sẽ phải tính giá thành theo phương pháp hệ số rồi được không ạ và đúng là khi mà như vậy thì ta sẽ thấy là có một cái tài liệu bổ sung đấy có hệ số của x là một hệ số của y là một năm thật chưa đồng thời thì bài cũng sẽ cho chúng ta số liệu tập hợp chi phí của những cái tài khoản liên quan chính là các cái số liệu chi phí sản xuất kết chuyển của 154 hay nói cái khác đây chính là chi phí tập hợp để phân bổ trở thành có chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là 1 triệu 925.000 nhân công trực tiếp 935.000 và sản xuất chung là 990.000 bản chất đây chính là cái bút toán của chúng ta tôi ghi nợ từ khoản 154 và ghi có cho các tài khoản đầu 62, đúng không? 61, 62, 67 với các cái giá trị tương đứng như vậy trong kỳ nhập kho 3.000 sản phẩm X, 1.000 sản phẩm Y và không có sản phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ Vậy bài này là một bài tương đối rất đơn giản không có sản phẩm hỏng không có dở đầu kỳ không có dở cuối kỳ như vậy chi phí phát sinh bao nhiêu tập hợp hết vào trong giá thành sản phẩm bấy nhiêu chỉ có điều là bởi vì đây nó có hai sản phẩm thế nên chắc chắn chúng ta phải có một kỹ thuật để ta quy đổi và tại kỹ thuật đấy chính là việc mà ta đã có cái hệ số của các sản phẩm này rồi khi có hệ số của các sản phẩm này rồi thì việc mà chúng ta quy đổi nó sẽ trở nên rất đơn giản vậy thì đầu tiên ta tập hợp được chi phí bước 1 chi phí tập hợp chính là đề bài đã cho chúng ta sẵn hết các thông số rồi Bước theo là ta sẽ tìm xem như vậy quy đổi chung sản phẩm X và Y về sản phẩm tiêu chuẩn thì ta sẽ quy đổi được nó tương ứng như thế nào. Thực chất tôi có thể coi như X chính là sản phẩm tiêu chuẩn luôn bởi vì hệ số của nó là một Và khi nếu hệ số của nó là một thì có nghĩa là cứ một sản phẩm X thì tương ứng với một sản phẩm tiêu chuẩn. Khi đó thì một sản phẩm Y sẽ tương ứng với 2,5 sản phẩm tiêu chuẩn. Như vậy nói cách khác là tôi sẽ quy đổi toàn bộ cái lượng sản lượng của X và Y này về sản phẩm tiêu chuẩn diện. Và như vậy thì tổng sản lượng của sản phẩm tiêu chuẩn mà tôi sẽ tính được là 3.000 nhân hệ số của x này. 3.000 nhân hệ số của x là 1. 1.000 y nhân với hệ số của y 2.5 và tổng sản phẩm tiêu chuẩn chính là 5.500. Với cái chi phí sẵn có rồi, với sản phẩm tiêu chuẩn là như vậy rồi, thì tôi sẽ tính được cái gì? Tính được chi phí đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn. Đây, đề bài này không có sản phẩm thời gian cuối kỳ nên tôi đưa luôn vào bảng giá thành như sau. Đầu kỳ bằng 0, cuối kỳ bằng 0. Như vậy thì chi phí phát sinh trong kỳ chính là giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm đây tôi quy đổi thành giá thành sản phẩm tiêu chuẩn đấy. Thì tôi có thông số lần lượt như thế này. Và vì cái số lượng sản phẩm tiêu chuẩn là 5.500 nên tôi chia cho tổng giá thành cho cái số lượng này tôi sẽ ra được giá thành đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn. 350, 170, 180 và tổng giá thành đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn sẽ là 700. Khi tôi có giá thành đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn rồi Tôi sẽ nhân hệ số giá thành lên. X là 1, Y là 2,5. Tôi nhân lên, tôi sẽ ra được giá thành đơn vị của sản phẩm X và giá thành đơn vị của sản phẩm Y. Sau đó tôi nhân với số lượng sản phẩm của X, số lượng sản phẩm của Y, tôi sẽ ra được như vậy tổng giá thành của X là bao nhiêu và tổng giá thành của Y là bao nhiêu. Sau đó thì tốt nhất chúng ta khi mà làm bài tập này chúng ta nên có một bước để chúng ta check lại. Chúng ta check lại bằng cái biện pháp là chúng ta sẽ cộng chéo lại là giá thành của X với giá thành của Y tôi cộng lại. Tôi cộng lại xem xem như vậy thì tổng giá thành của X và Y đã bằng đúng với tổng giá thành của nhóm sản phẩm ở trên này hay chưa. Đấy, kết quả nếu như mà nó ra đúng thì ở đây chúng ta đã làm xong và như vậy kết quả là đúng. Còn trường hợp mà có những trường hợp khi chúng ta đối chiếu lại, người ta thấy X và Y cộng vào với nhau còn chẳng bằng với tổng giá thành thì hiển nhiên là chúng ta đang tính sai rồi. Bởi vì tổng giá thành chỉ có gần đấy thôi, mà X và Y cộng lại không bằng thì có phần còn lại là chúng ta không xác định được là đi đâu ấy. Đấy, thế nên là chúng ta phải xem lại trong cái tình huống đấy nhé. Thế bài này chỉ có như vậy thôi là tôi đã tính được như vậy là cả giá thành của x cả giá thành của y cũng như giá thành đơn vị của x và y rồi